Nếu bạn đang cần mua Roblox, thử vận may vòng xoay may mắn, có cài thuê tận tâm uy tín, dễ dàng mua nhiều lên thật to. Mèo xanh.net. Tụi tôi có bán. Mèo xanh.net. Tụi tôi có hết. Rất nhiều ưu đãi. Khuyến mãi thật hay. Còn chờ chi nữa? Hãy truy cập ngay. Mèo xanh.net. Nếu bạn có nhu cầu mua account Roblox hay là những dịch vụ game khác thì hãy truy cập mèo xanh.net để mua đồ ủng hộ shop của Deadwood với mèo nha. Hello, xin chào mọi người. Hello. Chào tất cả các bạn nha. Trời ơi, khỏe rồi mọi người ơi. Hôm nay thì Deadwood cảm thấy cực kỳ khỏe. Chỉ còn có 9 ngày nữa thôi là mình bắt đầu nhập viện rồi mọi người. Nhưng mà trước khi nhập viện thì mình vẫn phải lên livestream trước cái cho mọi người xem nha. Hello mọi người. Hôm nay để đọc comment của mọi người coi. Hello, anh Đức khỏe chưa? Trời ơi, sao nhiều người hỏi tôi khỏe chưa quá. Tôi nói tôi khỏe rồi. Tôi không có vấn đề gì hết trơn hết á. 10 ngày nữa mới mệt mọi người ơi. Chứ giờ khỏe như câu như dần vậy đó. 10 ngày nữa bác sĩ mới làm việc với mình mới mệt mấy bạn. Chứ giờ thì mình còn rất là khỏe. Bây giờ bữa giờ thì cũng uống thuốc này kia nọ cũng kìm bệnh lại, nó đỡ dần cho mấy bạn. Cho nên là hôm nay tụi mình sẽ livestream. Hôm nay mọi người kêu stream Love Fruit đi. Trời ơi, Love Fruit bình thường em. Để anh cho em coi cái livestream này hay lắm. Anh có cái livestream này bảo đảm mấy bạn vừa coi vừa sợ trong ngày lễ luôn. Trước khi xem livestream mọi người xem livestream giúp mình nè mọi người. Hoàng Lê, Kiệt Trần xem livestream nha. Cảm ơn mọi người xem livestream nha. Mọi người xem livestream giúp mình nha mọi người. Mình hoàn xem livestream. Trước khi livestream mình có một cái mong muốn nhỏ. Trước khi mà mình đi mổ bạn thì các bạn có thể nào giúp mình vào mèo xanh.net ủng hộ shop Roblox của mình và mèo được mọi người. Năn nỉ mọi người luôn á, mình cực kỳ năn nỉ mọi người luôn. Nếu các bạn cần Love Fruit nè, hay là cái app Love Fruit nè ha, hay là tiền Roblox nè, thì các bạn hãy vào mèo xanh.net. Hoặc là các bạn cần cài thuê, các bạn có thể vào mèo xanh.net. Nói chung là các bạn cần bất cứ cái dịch vụ nào từ Roblox thì các bạn cứ vào mèo xanh.net. Mình hy vọng, cực kỳ hy vọng luôn là sau cái ngày mổ mình xuất diện rồi, cái mình lên mèo xanh.net, mình thấy mọi người share cái trang mèo xanh.net ra và ủng hộ cái shop của mình. Mình sẽ rất là vui nha mọi người. Thì tụi mình sẽ dùng chi phí đó đi phẫu thuật cho Deadwood. Mấy bạn nghe không? Mèo dùng cái chi phí ở trang mèo xanh.net á, nhờ mọi người ủng hộ mình đi phẫu thuật. Buồn quá vậy. Thì Deadwood ok, Deadwood đẹp trai. Cảm ơn mấy em rất nhiều luôn á. Cảm ơn mọi người đã chia sẻ video nha. Deadwood với mình là hôm trước là có đăng video thông báo với bạn. Sau khi tụi mình đi tái khám lại một lần nữa thì bác sĩ nói là chúc mừng em đã trúng tuyển vào vé của chị. Và 10 tháng 5 em sẽ lên đây và chị sẽ đưa em vào phòng phẫu thuật. Thật ra là vào cái ngày mình đi khám á, thì cũng ngày cận ngày lễ. Thì lúc mà mình đặt lịch mổ á, thì người ta nói là kêu phẫu thuật thôi. Phẫu thuật á, thì người ta nói là hiện tại thì đông quá, phải chờ qua lễ. Đúng rồi, người ta xong kẹt lịch phẫu thuật đó, không còn trống lịch nữa. Cho xong nên cái mình cũng sợ lắm mấy bạn. Mình nói gì chứ mình cũng sợ lắm. Cái mình nghe giờ lịch phẫu thuật sang tận 20 ngày. Lúc đó là 20 ngày bạn. Thì mình vui lắm, mình cảm giác như là mình vừa thoát. Nhưng mà mình đi xuống tới cổng của bệnh viện á, thì cái chị đặt lịch hẹn á, chị bảo là có người mới dời lịch, có người hủy lịch rồi, em có muốn thế chỗ vào để phẫu thuật ngay không? Cái mình hỏi kiểu khi nào phẫu thuật à chị? Chị bảo là ngay bây giờ luôn nè em. Em vô đây ngay bây giờ phẫu thuật luôn nè em. Mình sợ quá mình chạy về các bạn. Và cuối cùng là mình phải chờ 20 ngày nữa. Thật ra bây giờ chỉ còn có 10 ngày nữa thôi. 10 ngày nữa là mình vào phòng mổ rồi. Chúc mừng my god. Nha. Tại sao tôi phải ra cái nông nổi này? Tại vì không ăn rau nè. Mình nói bạn nghe nè, lý do mà mình bị phẫu thuật á là do mình không ăn uống điều độ nè, không chịu ngủ sớm nè, hay thức khuya ngồi chơi nè. Đặc biệt là ăn đồ dầu mỡ. Đúng rồi, ăn đồ dầu mỡ, uống nhiều nước ngọt nữa. Thì nó, nếu các bạn muốn mà giữ sức khỏe tốt thì các bạn đừng theo cái con đường của mình. Tốt nhất là nên ăn uống, phải ăn đầy đủ rau, ăn đúng giấc, ngủ đúng giờ, thức dậy nhớ tập thể dục nữa bạn. Trời. Thì bạn thấy mình có ốm lại không? Đó thì hiện tại mình đã ốm là khoảng 1-2 ký rồi đó. Không phải là do mình làm những điều mà mình vừa nói đâu, mà do mình sợ quá mình tụt cân các bạn. Coi trời sắp lên mà cân nói gì kìa. Okay. Phải chi lúc trước mình cũng biết nói gì. Thì đó, các bạn không muốn theo cái con đường của mình, bạn nào mà hiện tại đang có hơi thừa cân tí xíu hay còn gọi là mập á bạn. Mập á, bạn nào vô lớp mà bị bạn bè nó mập á thì thôi ráng dành thời gian tập thể dục, ăn nhiều rau, nhiều cái chất dinh dưỡng vô, đừng có để thiếu chất như mình. Thiếu chất, bạn thừa chất luôn, bạn thừa quá cho nên là mới đập ra. Mấy bạn fan nãy giờ lo lắng cho tôi quá trời nè. Tôi đọc comment của từng người hết. Mấy bạn nói là anh Hút đã mập trở lại rồi kìa. Cái gì mà mập trở lại? Mấy bạn buồn sụt ký luôn mọi người. Buồn tụt ký với bạn. Buồn tụt hết 1 ký luôn đó bạn, thấy ghê chưa? Thì mấy bạn giúp mình share livestream đi mọi người. Mấy bạn giờ muốn mình livestream Roblox thì bạn giúp mình share livestream đi. Mọi người hôm nay tụi mình sẽ giveaway
đúng rồi, Rút của Roblox nha. Hôm nay mình cùng với Thảo quay Adblock Rút nha mọi người. Xíu này, nữa tôi là lên, chuẩn bị tôi lên mèo xanh.net tôi quay. Tôi quay đâu chắc 5-60 cái ạc đi để tôi ghép cho mọi người ha. 5-60 ạc nghe xạo bạn, chắc cho một hai ạc thôi bạn ơi, chứ 5-60 ạc là tiền đâu mình quay cho hết. Mình quay cho đủ 5-60 ạc mình cho mọi người. Thi Nguyễn chia sẻ livestream, Hoàng Lê share livestream nha. Cảm ơn mọi người share livestream, các bạn share livestream giúp Netfood nha mọi người ơi. Lâm Vũ share livestream nè. Mọi người share livestream giúp mình nha mọi người. Bác Ngọc đã chia sẻ livestream, Huỳnh Anne đã chia sẻ livestream nha, Kim Ngân nữa. Hi hello chia sẻ livestream đó. Rồi, bây giờ thì mình sẽ cùng nhau chơi Minecraft nha. Ê, chơi Roblox nha mọi người. Tôi bị lộn mọi người. Thông cảm với tôi. Ông thành công chưa? Thành công rồi. Hôm trước tôi còn dư cái hạt 200k nè, chưa cho ai được. Ủa, nè, cho bữa rồi. Chưa. Chưa cho hả? Chưa cho. Ủa? Nè, còn dư hai hạt hôm trước rút đã đời không cho được nè. Chắc hả? Chắc. Bữa lắc của anh hả? Đúng rồi. Giờ ủa, kiểu phải cho. 300k hình như bữa chưa cho được đúng không? Chưa, đâu hạt đó không có mua được. À, bị lắc không mua được. À vậy hả? Chứ mua được là nè, hôm trước nè, bán bị lắc nè, bị từ chối nè, không có mua được. Chứ mà mua được là cho vậy các bạn mình rồi. Mua đúng không? Thôi nữa chắc để tôi cố gắng rồi, coi tôi có tiền không tôi mua tôi GA cho mọi người coi. Ok bây giờ stream Minecraft. Chắc chắc tôi bị mày nữa. Tôi bị nghiện Minecraft rồi nên thông cảm nha. Thông giờ cảm, stream Roblox đi mọi người. Bệnh nghề nghiệp mười mấy năm thấm nhiều máu rồi. Ok, trở lại với Roblox. Roblox. Mà Roblox cái gì, điều gì quan trọng mình nên nhắc lại. Thì á, chúng ta sẽ chơi thử The Mimic. Nghe nói đây là một tựa game của anh em Việt Nam làm. Thì và mình không biết thế hay. Nào, ở đây có game mod nè, có game mod 1 không ta? Game mod 1 cho ông đặt tiền tiền. Cái gì đây? Ủa sao vô vậy hả? Ủa tôi vô game mod cái tôi văng vô đây luôn rồi. À game mod. Ông phải chọn chapter á. Chọn chapter, chapter 1. Chapter nè, à đây chapter đây. Ok, chọn chapter đi. À, ok mọi người. Đây, The Mimic chapter. Sao tôi nhắn vô chữ chapter hai lần rồi đó. Rồi tôi đâu rồi? Đây, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây hút đây rồi. Mọi người join friend chưa? Ê, được bản đồ xịn chưa? Wow. Được, 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 được. Đây đây nè. Ồ, trời ơi nhìn cái bờ môi khuyến rũ của tôi kìa. Ê, mình bản đồ xịn như đó hay bản đồ thường vô vậy? Ê, bác sĩ tao còn không sợ nữa, nói chi tao sợ mấy cái con mà phòng nghệ thuật, phòng VIP. Cách dâm, nào để được phòng VIP vậy? Dâm ba cái đầu đặt hóa tiên tiến là gì? Hóa tiên tiến hả? Hóa tên tiến. Hóa tên tiến. Ủa, ai tên tiến vậy? Mà tiến này tiếng có G nữa. Hóa tên tiến nè. Có đây, có đâu rồi? Ủa đây nè. Đâu đâu đâu, chúng ta tập trung lại. Sao mình nè. Có cái đèn vậy? Ủa sao có đèn vậy? Sao có đèn không? Tôi mở cái này lên, tôi đâu có đèn đâu. Rồi cũng ép á. Ồ, hai anh, rồi hai em, trời ơi em cũng vô đây nữa hả? Em không sợ ma hả em? Em cắn em trời. Cái này chỉ là hơi kinh dị thôi. Đây rồi. Quá có đèn nha Mina. Phòng VIP, chỉ nhóm nè, đây đây đây, chỉ nhóm nè. Rồi chắc là chỉ cho chơi nhóm thôi đúng không? Ồ, Thác ơi, Thác cái này mình vô sao quên Thác? Khoan khoan, nhưng mà bây giờ nè, tôi quên cái là nếu bây giờ mình tạo phòng là những người khác cũng vô được á. Thì có sao đâu. Có riêng không? Đây, tạo server riêng đi. Tại vì kiểu như là cái này nó chỉ có 4-5 người chơi thôi à. Nên mà chỉ vô, lại vô được nữa. Thì bây giờ thì mình vô trước đi rồi thêm một bạn nữa. Mà thôi bạn đó nhiều khi bạn chơi không được á. Đúng rồi, nhiều khi bạn nó đang chơi, bạn nó sợ bạn tái đáy á. Chỉ có đây hút mà học tái đáy rồi. Ừ, thôi đấy hút học tái đáy, hút té cái khá là mệt. Hút té ghế luôn á. Sao? Okay. Ê, tôi không biết là trong cái cộng đồng YouTube này có ai đang chơi mà chơi game. Ê, sợ ma quá ẻ quần vậy ta. Bấm cho chị like kìa, bấm cho chị like kìa. Bấm cho tham gia. Dạ. Vô anh bắt, nhanh, vô anh bắt. Tham gia, nhanh. Rồi, tham gia rồi. Sao mọi người nói tham gia mà không tham gia lẹ đi. Ủa? Rồi, let's go. Đúng rồi rồi. Vô lẹ. Đồ okay. Mấy bạn chuẩn bị nha, xem là nhớ là ôm cái gói sẵn đi. Tại vì Adidas Hood la đáng sợ lắm á, chứ mấy con trong đây không đáng sợ đâu. Nhật Anh share livestream nha. Hồng Sơn chia sẻ livestream. Cái này tôi biết vậy nha. Cái này kiểu ông nói sơ về cái đại khái ý chính của nó là mọi người nói không có đâu, anh khỏe chưa, anh khỏe rồi. Ủa cái con nó, cái tay nó bị con bướm nó đu hả? Cảnh báo trò chơi này chứa đèn nhấp nháy và jump scare. Ui sợ quá cơ. Ủa không cho cái cổ của tôi hả? Ừ, ai không có cổ ba. Ủa không? Cái này không lay góc nhìn thứ ba hả? Không, góc nhìn thứ nhất hả? Ủa ôi cái siêu thị bự quá mẹo. Cái đâu phải siêu thị, hình như trường học á. Này là cốt truyện này là mình có mấy đứa bạn á bị lạc trong trường á, mình phải quay lại trường để mình tìm nó. À mấy thằng này chắc là đi học xong rồi đã đời ngủ quên mà ngủ luôn tới tối nè. Không biết sao không, thật ra như vậy nè, chúng ta có tới 3 thằng bạn hay 4 thằng bạn gì rất là thân cho từ nhỏ tới lớn, có tiền gì nó mất tích.
cái mất tích xong cái mình rảnh lắm, mình không có chuyện gì làm á, mình ăn no đứng mở cái mình vô trường mình kiếm á. Từ từ tôi chỉnh tốc độ chuột hấp lại cái đã, rồi xong mình đó. Vô trường mình kiếm nó rồi sao nữa? Thì chuyện là vậy đó, tào lao ghê không, mất tích không để cho người lớn đi kiếm, đích tự đi đi kiếm. Tào lao ghê á, thôi báo cảnh sát vô bắt tụi nó đi. Mà không biết là nó mất tích chỗ nào luôn, tại vì nhà trường đi kiếm thì đúng rồi vậy á. Hay á, mấy thằng này mình phải bỏ nó lại trong trường vĩnh viễn luôn. Thôi mình đi về đi mọi người, hết live stream mà về đi. Ừ, bái. Ủa mà nhìn thằng này, thằng này nhìn giống Racing Boy gì hả? Nãy ra, nãy ra, này nè. Đâu Racing Boy? Trời ơi, này Racing Boy với cậu gì nữa. Trời ơi, cái combo chuẩn luôn. Đội nón nè, bận áo sơ mi sọc caro. Kêu bằng cái gì ta, su su gì nè. Rồi quần ê su gì nè, quần jean, quần jean cục đồ ha. Rồi mang đôi dép, dép tổ ong nữa. Theo nó giúp Lào đúng không? Giúp Lào. Tôi không bỏ anh em tôi được nha. Anh em tôi kiếm. Này Racing Boy này vậy? Racing Boy này là ai vậy? Ủa mọi người đâu rồi? What? Thì ra Pháp là Racing Boy à. Còn mắt con này. Mọi người đâu rồi? Cái gì? Đây nè mèo. Hello mèo. Hút hút. Ông chỉnh cái này thấp xuống hút. Cái nào? Ông chỉnh cái này nè. Gì vậy? Anh chỉnh thấp xuống đây nó dễ nhìn hơn. Nó sáng hơn. Đúng rồi. Nhưng mà nhìn xấu quắc luôn. Kệ nó nhưng mà nó sáng. Ôi tự nhiên cái nãy đang quá đẹp luôn, giờ chỉnh cái giờ nhìn xấu quắc luôn. Thì tuy là nó xấu nhưng mà nó sáng. Ok luôn, mình chỉnh... ưu tiên sáng hơn nha, nhưng mà cái đèn pin của tôi đâu rồi? Ông chỉnh tầm 50 thôi, ông chỉnh tầm 50 thôi. Thôi chỉnh... để vậy đi. Tôi chỉnh mắt lô luôn là tôi thấy xấu quắc luôn á. Thôi mắt lô. Nè nè, vậy nè, vậy đỡ hơn nè. Trời ơi. Nhiêu ông chỉnh nhiêu ạ? Cái cửa nãy nhìn thấy vậy đen thùi như là ông chỉnh gì đó. Trời ơi bà nội ơi. Nè, chỉnh nữa rồi. Chỉnh nó đẹp hả? Đúng rồi. Nhưng mà bữa mình chỉnh cái gì mà mình thấy rõ lắm. Không biết nữa, vậy hay gõ rồi, vô mở cửa đi, cách nào mở cửa vậy? Không, mở cửa này, cửa đây nè. Gọi cửa đi. Đi nè, đi. Trời ơi, nãy giờ đứng nhiều chuyện trước cái cửa, nãy giờ ma chắc nó chờ một xương trong đó luôn. Đi theo anh Racing Boy à. Còn mèo đâu rồi? Tôi nè, tôi tìm lại bạn Racing Boy quá rồi. Bây giờ tôi kiếm mấy đứa bạn trong đây là tại vì tôi đã nợ tôi cái áo sơ mi này rồng. Tôi đâu có rồng đâu. Trời bởi, trời ơi, chắc cũng có đứa nợ ông luôn chiếc Sachi đúng không? Không, thời buổi đang chạy center nữa, giờ người ta chạy xe chia với Sonic. Vậy hả? Đúng rồi. Chờ tôi đi kẹp với. Kẹp miền tay vô nữa. Kẹp đi. Ủa, đừng chú chỉ vô đâu. Đâu? Đây, em đây. Rồi. Sao mình không có đèn pin tắt? Gậy miền tay của Pháp đâu rồi? Ủa sao chạy nhanh vậy hết? Nhấn nút chạy. Đây chính là cái gì ta? Nhà, cái này là thường thường trong trường học á, mình vừa vô mình gặp gì. Đó, chị vừa vô trường học ở phòng thay đồ. Tủ đồ. Sao nhiều tủ đồ quá vậy? Giờ sao? Giờ đi đâu rồi mọi người? Thắt đâu? Không biết đi đâu luôn. Thắt đâu? Thằng chạy xe chia rồi. Sao không dẫn được? Thằng chạy xe chia lại luôn. Nè lần này nè. Này chạy chiếc xe chia ra nè. Ủa sáng bưng luôn nè. Trời đúng rồi. E để mở. Phòng gì đây? Mở cửa phòng tập bóng rổ. Tại vì tôi sẽ cầm phải điện thoại kìa. Tôi có nên kiểm tra hồ bơi không? Tôi có nên kiểm tra hồ bơi không hả? Thôi, lạnh lắm không bơi đâu. Giờ này bơi như nó trời. Bơi cái bị bệnh tay một bên á. Tay một bên đau á. Bị tay một bên rung. Tay một bên rung á. Tay một bên rung bơi lạnh giống. Ê nó nghe nè. Cho em chơi với, trời ơi. Cố lên em. Ê ông nghe âm thanh không hết. Em chờ đi, anh sẽ cho em chơi. À khóa là cần thiết nó. Dạ phải tìm chìa khóa. Ông có nghe cái âm thanh game không? Nghe. Thôi. Đi lật cạch lật cạch. Ê từ từ Racing Boy chạy từ từ. Racing Boy thì không nhận chạy nhanh thiệt luôn. Đúng là lúc mà anh em cần thì Racing Boy là chỉ có bỏ chạy thôi. Racing Boy chạy lẹ ghê luôn á. Bình thường đi đâu có chữ bóng đá lên chữ đó kìa. Bóng đá. Bóng đá. Ôi trời ơi bạn nào đổ xì tin tè le hết. Trời ơi uống xì tin mà chơi sạch gì nè trời. Cái này chắc đổ ra cả cái gì. Này chắc đổ 1 lốc. 1 lốc xì tin. Này chắc mua bình 25 lít á. Ê hồ bơi kìa, xuống bơi không? Này là hồ bơi á trời. Hồ bơi đó. Dữ chưa, dữ dội vậy hả? Hồ bơi mà tưởng đâu ngoài biển không á bà nội ơi. Trời ơi vậy là hồ bơi dữ chưa, bên này nè đó. Hồ bơi vô cực luôn. Ghê dữ. Tại hồ bơi này đẹp hơn hồ bơi nhà tôi nữa. Đúng rồi đó. Nhìn cầm thấy hồ bơi này, cái thấy hồ bơi mình như là cái ao hồ vậy đó. Hồ này tôi lấy tôi nuôi cá ta còn được nè. Nè đi theo giá xì tin kìa mọi người. Rồi đi theo nhỏ nào đổ xì tin đâu. Giờ kiếm phải của em lúc dài vậy. Đừa có ai chơi game gì trong đây mà nhìn vui quá ta. Soba. Ơi có mèo mập đây nữa nè. Ồ có một hình con mèo và một hình gốc cây đúng không? Cái cây đúng không vậy? Chứng tỏ ở đây có ai cầm cái cây đập đầu mèo. Tào lá. Vẽ bậy bạ gì vậy? Vẽ khùng điên gì đây? Đó là gì đó? Ê, hình như băng đảng của Pháp nè. Mấy chạy xe kia với là Sonic nè. Chắc mấy này là mấy mất tích á. Rồi, mấy mất tích á. Ê, tôi vừa thấy mấy ông này cái tôi hết muốn đi kiếm mấy ông. Ê, mèo nhìn hai nhỏ này nè mèo, tình bạn chắc không bền lâu. Đứa nào? Nghĩ sao nhìn chân nhỏ này dài sọc mà nhớ lụm tủng cho chung nhau được. Thì bởi vậy nó mới bù đắp cho nhau. Đúng rồi, tình bạn chắc không bền lâu đâu. Đó là tình bạn thân đó. Ủa trong phòng này nó không có chìa khóa hả ta? Trong đây tôi toàn thấy Phúc không vậy ta?
1 phút này, 2 phút, 3 phút này, 4 phút, 5 phút, 6 phút, 7 phút. Trời ơi. Thì đâu cũng tập hết mắt rồi. Kìa có cái phòng đối diện kìa. Ê tôi kẹt trong cái đống này luôn rồi. Ê có phòng đối diện này ra đi hết. Kẹt trong này hay vậy. Có phòng đối diện không? Phòng hàng khách thành đó rồi hả? Ui nó viết tiếng gì đây? Tiếng gì? Có drip, mùi blushen. Blown, open cái gì tôi không hiểu. Mới nghe nè, bước vô phòng này không có mùi, trong khi á nguyên cái đống rác chà bá trong đó không có mùi, nó sợ. Mùi tôi địch á. Anh đào sẽ nở khi mà cái con nào đó quay lại, chứ không biết đọc tiếng Trung. À vậy. Wow, không biết đọc đâu. Cái đó tiếng Trung là ni hao Trung của Xi Mộ Bin Chi Lin. Bin Chi Lin. Thuốc còn gì đun sơ lên. Anh với thuốc có thể nào kết bạn với em được không? Bảo à, anh ghét thuốc à. À em hiểu. Ở đây có tiếng tàu. Tìm thấy chìa khóa được kìa. Tao không chìa khóa đây hả? Kìa kìa dưới đất kìa. Lượm nè, tôi lượm nè. Rồi xong lượm chìa khóa rồi. Rồi ông lượm. Rồi kìa cầm. Cầm chìa khóa đi. Ê lượm được không? Dở dở đít lên Hero. Dở đít lên. Ôi. Nếu hút game vô dặn cái. Nào mất dạy vậy. Ê tôi có con trái nè. Nào đóng cửa hả? Nè Racing Boy chứ đâu. Thằng này. Vậy á, nãy nó mở miệng ra nói tôi bỏ anh em tôi đâu nghe. Thấy nó thằng này là kẻ phản bội này chứ đâu. Tôi đóng cửa tôi nhốt anh em lại luôn, không anh em gì tụi này hết trơn á. Thủ tục. Thủ tục. Winta ra Winta. Kiếm cái phòng nào khóa. À cái phòng hồi nãy ở sao cũng rõ. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đây đây đây. Cái phòng khóa vậy. Ồ ở đây có cái đội nào tên là nước màu nữa hả? Ủa này mình chạm công sức nữa ta. Có không? Có. Ôi lần đầu tiên mới biết luôn cái này game mày có công sức á. À chạy đi cho công sức nha, có công sức nhỏ nhỏ dưới nha. Đúng rồi, hồi nữa mà ma xuất hiện ra là chạy là nhớ nha. Dắt chân lên cổ chạy luôn. Đây ở cửa đây nè, cái cửa này đúng nè. Đây. Mở lại đi. Đó. U. Cái cây đó là cây hoa anh đào. Cây này nào nhộm cái gì lên đây vậy? Nó có nở độ không? Gắn đèn RGB ở đây. Ê sao tối quá vậy? Ở đây có cái nhỏ này, cái mặt xấu quắc luôn mà cái chân dài sọc. Cái bà này đúng là cuộc đời không lấy của ai mất cái thứ gì đúng không? Trời ban cho gương mặt xấu mà được cái chân dài nữa, không ai muốn hưng luôn. Làm thế nào mà một cây sakura mọc ở giữa nơi không có nơi nào? Trời đất ơi. Đúng rồi. Để theo tôi, trời mưa đó. Này. Cái này đang dễ rồi. Cái bà lùng lùng vẽ nè. Ê, Silai Mimic gì đây? Cái này là kêu bằng cái bồn rửa mặt á, cái này rửa mặt sao ta? Cái này bồn rửa mặt này lạ quá. Ê, ê, trong ê hình như tôi lộn rồi mọi người ơi, cái này là cái chỗ đứng đái mọi người ơi. Cái bồn rửa mặt ta đây nè. Làm tính rửa mặt chứ. Gì vậy ông nội? Sao đó? Gì vậy? Vậy? Gì vậy? Nào xả nước vậy? Ê, 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 đi ỉa nha, vợ cầu nha. Đóng cửa đây, hút. Vô trong toilet hay có gì quá. Cái gì? Cứ là nhắn y đất kìa. Cái gì mà đồ hết? Không biết nữa. Có Doraemon. Đọc cái hết, đọc cái gì tôi nè. Tôi biết tiếng đó. Hôm nay đi đâu hả? Nhá theo mọi người, hãy cẩn thận, đừng để bị. Hello. Ê, có cái cuốn sách gì nó viết lại là bà ta rất thích nhái theo mọi người để. Cái này giống Doraemon quá vậy, đờ đó vậy? Có ai nghe tiếng gì không? Ba lô Gucci, có ba lô Gucci vậy đó. Nhưng mà có ai nghe tiếng gì không? Đó, nghe tiếng sẹt. Hết hồn. Tiếng là cáo rồng mà tôi về á. Khóa hai. Tiếng mở cửa đó là không có nè. Chỗ đây chìa khóa kìa, chỗ đây chìa khóa kìa. Đâu, chìa khóa đâu? Chìa khóa đâu? Kìa dưới đây nè, dưới đây nè. Ủa sao biết hay quá vậy? Chơi rồi hả? Không. Ui. Nào chơi dơ vậy, đang nói chuyện. Ôi, 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 sao đông ra? Ôi, ôi, bà kẻ 2 mét, bà kẻ 2 mét. Tôi phu đúng không? Đừng. À, bắt thằng này xin tôi nè, thằng này có bé hư nè. Em bu đông rồi đi cho bà bắt. Rồi, mất tiêu rồi. Ra. Ôi, chìa khóa hết, chìa khóa. Lấy lụm tôi lụm rồi. Ôi, tôi sợ quá mọi người ơi. Nói da gà. Nói da gà. Ê, hình như bà kẻ tên là Kicheri đó anh. Trời ơi, Kicheri luôn. Kicheri. Vậy mình sẽ kêu bà này bằng Kiki. Kiki. À được. Cái này có tâm linh nè. Oh my god. Ê, có gì nè, hút đọc hút hút. Có gì? Này, có nếu gì? Bạn đã thấy được lời nhắn này thì tôi không còn nhiều thời gian nữa. Chắc là đang đau bụng ỉa. Hãy cẩn thận. Đúng rồi, cẩn thận coi chừng bị dành toilet á. Hãy cẩn thận coi chừng nhầm cái bồn đứng đáy là cái đồ rửa mặt. Làm tôi tính rửa mặt hấp dày ngụm nước cho tỉnh táo. Đừng đi xuống hầm á. Đừng đi xuống hầm á, tôi lỡ đi xuống mà giờ sao vậy? Thư này bạn mình viết gửi lại cho mình á. Ôi, cái gì vậy? Gì đó? Ủa gì vậy? Ui. Cái này cái hầm ở dưới cái trường có cái hầm thiệt này đi lên được không? Ba má ơi cho con lên đi. Ghê quá. Giờ sao? Ê khoan, dưới hầm sao có cây hai bên vậy? Chắc hầm này dạng như là yêu thiên nhiên á. Hầm này hầm ngộ vậy. À ta trồng cây dưới này đặng cho cây quang hợp có oxy á. Ừ đúng rồi, xuống đây mới thở. Dưới này có thấy đâu quang hợp. Thì lâu lâu có mấy hàng ngu xuống rọi đèn pin vô cái nó quang hợp á. Thì chẳng hạn như là tụi mình vậy đó. Ồ mà nhìn mặt bạn Racing Boy này nhìn tươi quá à. Đi chung nghe an toàn quá à. Có gì kìa hết. Gì kìa. Chắc là nào để cái cục đèn ở giữa đường thôi chứ không có gì đâu. Khoan. Ờ chắc cục đèn nè, yên tâm tôi đây nè mọi người. Ê. Vậy cục đèn thôi. Vậy đứng lại kìa.
sớm nha mọi người. Ui, có em gái bạn váy trắng. À, là bà. Ê, bà này là chính là bà làm đổ City đó. À, đúng rồi. Đâu vậy? Ờ, chắc là đi mua City tiếp rồi. Kệ đi. Bà khóc vì bà làm đổ hết lóc City nè. Ờ, chắc vậy á. Tôi thấy bà đổ mấy cành City luôn chứ không bà lóc nữa. Mở cửa ra đi. Ok, mở cửa ra. Ô. Chúng ta có một thế giới xuyên thấu. Từ trong trường bước ra phát ngay cái phố đèn đỏ là không, phố đèn, phố này phố Nhật. Đúng rồi, đèn đỏ nè. Đèn đỏ phố Nhật, phố Nhật. Nhật. Chữ này chữ tiếng Nhật nè. Này không coi chuyện Doraemon nhiều không biết đâu. Ô my god. Đúng là những người bạn samurai của tôi. Đúng là. Watashiwa Wibu Desu. Ủa, chúng ta Isekai đi qua đây được không mọi người? Tôi không biết nữa, tôi đang đi ở đâu vậy? Ờ, nãy giờ mình đi tìm mấy thằng bạn của mình trong trường và cuối cùng từ trường mình thông qua tới thành phố của Nhật Bản luôn. Ờ, giấc mơ của tôi cũng nhìn giống giống vậy nè, nhưng mà cái kết là tôi hãy trẻ. Ê, cái này làm tôi tự nhớ tới cái bộ phim mà yêu sách đó hết. Ê, còn tôi nhớ tới phim mà Thế Giới Linh Hồn á. Ờ, hồi nữa mình vô cái mình được làm nô tài trong đó, cái mình sẽ được bà nội cha mày. Ôi giật mình luôn. Trời ơi. Ai. Hết hồn này luôn. Ai, ta sắp đi phẫu thuật kìa đó. Nhớ vậy không? Ê, chắc làm cứu nữa chắc đi phẫu thuật sớm rồi phẫu tim. Ai. Cảm ơn Thanh Vy và Huỳnh Mỹ Tiến Bảo Trân xem livestream nè. Trời ơi, muốn rớt tim ra ngoài luôn á. Thề luôn á. Không sao. Để hút chị em chết rồi chứ chưa chết. Chờ xéo. Đi lẹ đi, hồi nữa bà ra bà đặng cho thùng xì tin luôn. Đau tim. Ơ nào cắm cái đèn này nhìn ngu dữ vậy. Cái đèn cắm dưới đất không cắm đi, cắm dưới tầng ra. Ôi, cái này giống chỗ gì ta, chỗ gì cũng Busan á. Cái lâu đài của Busan á. À, tòa thành vô tận của Busan hả? Đúng rồi. Thật là may mắn cho Busan, tôi chính là Tan Zero đây. Cái này là bên cung á. Ủa, cái này tòa thành vô tận thật á? Khoan. Tòa thành vô tận, mấy cung. Mình phải né xa tiếng hát là đúng rồi. Cái bà cao 2 mét mà đứng mà hát á. Đừng đi lỡ gần cái chỗ nào mà okay có tiếng luôn. Hát nha. Em hát hay lắm, anh đến đây. Trời ơi, không nghe hát à. Ủa? Lạc ơi rồi. Ủa, Lạc ơi. Hết đâu hết. Hết đâu. Hết. Quê ai vô. Đừng chút cái này xin môi chiếm luôn hết nữa. Hết ai. Ông đau rồi. Tôi nghe tiếng cái tim tôi đập thật rồi. Tôi nghe tiếng bên gần tôi á. Ơi, không khí ở đây thật là trong lành mọi người. Hết à, ông đang đâu vậy? Nước ở đây thật là mát. Ông ra rồi hả? Trong kia. Khoan. Ủa, tôi tưởng đâu mình thắng game mà chứ. Ủa, mọi người làm gì ở đây vậy? Bạn tỉnh gì hả? Ủa, nguyên bài tôi vô trong đó. Đây, theo tôi nha. Nguyên bài tôi vô trong đó, bạn ở đâu hả? Người bạn, kèn hết chỗ nói. Đây, theo tôi dẫn cho. Tôi biết em nè, em hát ở đâu nè. Nhớ né xa xa giọng hát của bả ra nha. Né giọng hát. Ê, hết hát rồi kìa, Ở đây có lóc xì tin nè. Ủa, cái ông này chắc ông uống xì tin nhiều quá, bị mê xì tin rồi. Bê xì tin rồi. Ê, hát hút đừng. Ủa, có tiếng của ai chạy lại gần tôi vậy? Kìa, bả hát kìa. Bả hát kệ bả, tôi cũng biết hát vậy. Ôi, ê, đi gần nhau đi. Coi chừng á. Ô. Gì chạy lẹo vậy? Ôi, tôi nghe bà hát rõ hơn nè. Ông đừng đi theo cái giọng hát rõ của bà. Ở đây có hai đường, không biết đi đường nào ta, trái hay phải nè mọi người, nhưng comment đi. Ê, trái là được quà tặng khuyến mãi đặc biệt á. Phải. Chạy này đi, bà đang dí kìa. Theo tôi. Quẹo phải, ơi, quanh đầu xe quẹo trái. Ôi, mọi người đâu rồi? Sao có tôi như này xin bò vậy? Đi. Ê, con chú chỉ nhường bị lạc rồi. Đâu rồi, đó rồi. Lạc ơi. Lạc rồi. Ủa, sao đi lại gần tiếng hát vậy? Tôi đang đi kiếm nó. Mình ăn toàn mà đừng đi kiếm chú chỉ nhường nữa. Thôi kệ nó đi, kiếm sao gặp lại. Có gì thì kiếm sao chúng ta sẽ gặp lại. Ờ, đang đi đâu đó. Đâu công ra với những cái xong rồi. Nghe nó nói không, chú chỉ nhường nó bảo là nó đường cục rồi. Ôi. Về là đi. Qua đường xe. Lạng qua bên này. Đi xin lỗi chạy nhanh thiệt luôn. Qua bên này, theo tôi. Xong rồi, tôi chạy bằng sức được. Đâu rồi, đi. Tôi nghĩ là đường này an toàn nè, theo tôi. Ôi, ở đây có con đường, sáng quá. Ủa, đường này chắc. Ông mình phải đi ra thôi. Ê, ông dẫn đi về rồi. Có thể ông dẫn đi về không hết. Mọi người phải nhớ mấy bức tranh á, không bị lạc. Ừ, nhớ theo mấy bức tranh á.
Bà dí sau lưng. Ôi, bà dí mà sau lưng mình sợ quá mình chạy ra. Cái phòng này. Đâu rồi? Quay lại rồi. Đâu rồi? Người ta ra cửa rồi. Em đây là em ở đâu? Em ở cái bên cạnh. Thôi. Nè mọi người đứng kế cái bà chân dài 2 mét nè. Lại đây có thưởng, có thưởng. Thấy bà nha, chạy thẳng lại nha. Nè tôi nè, hồi nữa lạc bây giờ nè. Đang đi nè, sợ cũng chết luôn. Có gì đâu sợ. Bức tranh sơn thủy gì à, chú chứ nhở. Phải đâu. Em đang đi với mọi người. Lấy tiền cái cổng đi nhé. Ê, chú chứ nhở, bên này nè. Sau lưng. Nó đâu? Ôi, sao mày thấy được nó này vậy? Ở hướng này, theo tôi nghĩ là hướng này rồi. Ủa, ông đang là cái lối đi nằm bên phải của mình. Nè, theo tôi, lối đi. Ông dẫn em đi vòng vòng hả cha? Không, lời này theo tôi. Ông chạy bức tranh đi, biết liền. Nè, hồi nãy nó đứng chỗ này nè, đúng không? Chạy rồi. Kẻ đứng sau lưng kìa, chạy lại đi. Chạy hẳn đi hướng. Cửa ra. Cửa ra, nhanh lên. Đừng con. Theo tôi nè. Một người vô được rồi. Ôi, gặp lại mọi người ơi. Chúc mừng. Yes. Không cần phải đi khám tim lại. Ôi. Vậy, cho muốn miếng nước này. Hay đó nghe nè. Vậy. Tao bữa xuống dưới á. Khám, tái khám lại á. Kêu tao sẵn khám tim luôn đi. Chứ đi hồi kiểu này chắc có ngày bệnh tim chết. Tôi ngủ lại tận 3 ngày ở bệnh viện lại mọi người. Mọi người nào muốn tôi ở bệnh viện 3 ngày cái tôi làm video cho mọi người xem không? Nếu mà muốn, mọi người muốn á thì làm ơn thả like cho video này. Tôi hứa là khi mà tôi đi mổ thì tôi sẽ làm lại cho mọi người á xem cái video. Cái hành trình luôn hả? Đúng rồi. Sau đó mình sẽ trải nghiệm 3 đêm ở bệnh viện các bạn. Lê Dung Phi Hiền đã share livestream nha. Bạn nào nhớ cái video mà mình làm Minecraft ở bệnh viện không? Mình cũng ngồi xe lăn. Lần này mình cũng ngồi xe lăn luôn. Không ngồi được đâu bạn ơi. Không, thật ra có ngồi á, tại vì tôi phải đi xuống căng tin rồi mèo phải dẫn tôi đi ăn nữa. Đi ăn bạn ngồi, bạn chắc bạn ngồi được không? Ngồi được bình thường hả? Ừ. Anh chơi bằng Love Fruit đi anh. Ok em, ok. Lần sau chắc ngày mai em sẽ stream Love Fruit. Nếu các bạn muốn mình stream Love Fruit thì nhớ là thả like cho video này. Thì giờ anh hút của mấy em còn mấy ngày nữa cho nên là ráng đúng rồi. Live stream chơi game để quên đi những ngày đếm ngược. Các bạn nào từng phẫu thuật chưa? Comment cho tôi biết cái cảm giác bị vô phòng phẫu thuật là như thế nào đi. Tôi chưa bao giờ bị hết nên tôi cảm giác tôi sợ quá. Có rồi nữa hả? À bạn Tăng Lia này, bạn đó bạn nó bạn có nè. Chờ tôi. Okay. Chờ tôi. Em không hiểu. Đây nè. Ê, có ai ngồi trước kìa? Là hỏi thăm anh ta có bị gì không? Thôi, ai muốn đi hồi trước hỏi gì nha, tôi không đi đâu nha. Dạ, yeah, thấy có ai đứng trước kìa đúng không? Tôi nghĩ là ê, cái bà hát á, cái bà này gãy đờn cho bà nghe hát cho bà thân á. Thấy bà gãy đờn không? Anh đều. Thấy gãy đờn đúng không? À, bà dịch chuyển wow. Đi anh. Ê, đúng không? Đúng rồi, tôi gãy đờn tìm bà. Con này là gì ta? Ui. Cái bà này thật ẩn thiệt quá à. Bà này, bà nhiều khi cái nít bả mạnh quá mèo, bả địch cái bả bay lên trời mất tiêu luôn. Đập cái sạc. Tôi nghe một cái tẹt cái bả bay cái chiu lên trời luôn. Cái là mất tiêu. Tôi nghe nhiều khi nít mấy bà này mạnh ghê á. Hồi nãy tôi thấy cái gì mà sương mù trong não. Nói chuyện gì với người nông dân hả? Chào em, anh chính là người nông dân chất phát ở đây đi. Anh đứng đây thì chịu. Không chịu qua. Cái mặt mình phải. Nông dân đâu, tôi đang kiếm trong cái bụi lúa nè. Nông dân nó đứng trước nhà đó, nó không biết trồng lúa đâu. Này nông dân người Nhật, này nông dân người Việt không ơi. Konnichiwa, watashiwa, wibodesu. Tôi chưa từng thấy anh ông này nói tiếng Việt mọi người. Xong, ông thấy được tôi ở trong bệnh viện. Gì đây, ông nói tiếng Anh từ Chà, xin hãy cẩn thận ở đây. Anh trai tôi gần đây đã đi vào thành phố và anh ấy đã không trở lại kể từ đó. Nó đi thành phố, nó kiếm được vợ rồi, nó kiếm được việc làm rồi, chứ ai thèm ở quê với ông. Đúng rồi, quanh lợn làm gì đúng không? Đúng rồi, ở đây ông bắt về làm ruộng sao? Tôi không biết tôi có thể ở đây bao lâu nữa. Có lẽ cô ấy đã theo dõi chúng tôi khi tôi nói. Ủa? Cô ấy là ai? Cô ấy là ai đây mọi người? Nếu bạn đã nhìn thấy một người phụ nữ chơi bi qua thì đã quá muộn. Nãy mới thấy xong mà. Đâu, phụ nữ chơi pizza, đâu tôi đâu thấy bàn pizza nào đây đâu. Đâu ai thuộc pizza đây đâu. Đó không phải là người phụ nữ đó, là thượng quyền gì của Muzan đó chứ không phải là người phụ nữ. Người phụ nữ nào chơi pizza tôi đâu biết đâu. Ê, cái bà thượng quyền mà gãy đàn tì bà là của là bà thượng quyền thứ mấy của Muzan ta?
bà là mẹ của Mujan á. Phải không? Đi nè. Cái gì vậy? Khám phá hang động, tìm kiếm một cánh cửa. Trời ơi, ủa ở đây có trái và phải nè, đi hướng nào mọi người? Kêu khám phá hang động và tìm cánh cửa. Lúc trong hang động về có cửa. Phía bên trái. Lần này là phía bên trái. Ê nhưng mà ủa chứ phải là tôi thích đi phía bên phải hơn mọi người. Ủa gì vậy? Ủa cái này là trái phải cũng được á bà nội ơi, cái này nó đường vòng. Ủa ông đâu? Đây nè. Làm đi hướng bên nào? Ê cái cô này đít bự quá. Cho tôi hỏi cô có chơi bi qua không? Ủa sao bà này đứng tự nhiên đứng bức tượng cười mình luôn rồi nhìn vô đó cười. Ê cái này giống bị quá đá. Ai quá đá có hình một vậy bà nội? Ừ ha cũng đúng, tôi nghĩ là mấy những bạn vô đây bị quá đá. Ờ tôi nghĩ cái này ma đơ canh bận đồ quá bà nội ơi. Ừ đúng rồi. Ồ cái móng tay này hơi nhọn nè nha, cái này là cần phải tỉa lại nè. Ủa móng này quá nhọn luôn á. Để móng kiểu này là không có bạn trai đâu. Tôi không nghĩ là ai tặng được. Ôi tâm nội à, cái này biết đi nè. Ủa khoan đã, tại sao lại ngừng rồi? Thì chắc là thấy được sự đẹp trai của tôi thì nó ngừng lại thôi. Đâu đứng lại coi, nó muốn sờ soạn nhiều gương mặt đẹp trai phải không? Ôi bà nội ơi. Ôi mà đứng được giờ mấy nó giết mà nó hết rồi. Kệ nó xin đi làm neo kìa, dẫn em đi làm neo đi thôi à. Bạn gái của ai dẫn về nhà đi nha, tôi không nuôi đâu á. Tôi nuôi mình neo là đủ rồi. Dọn chiếc mình đi, dẫn về đi, dọn chiếc mình. Kệ đây là chỉ có mỗi Racing Boy là không dẫn theo bạn gái này nè. Đúng rồi, Racing Boy dẫn đi. Kệ em cô đơn lắm. Ê, đi né né mấy bức tượng đi. Sao lâu lâu cái tôi cảm giác mấy bức tượng này đang nhìn tôi hay sao á. Ừ, tôi cũng cảm giác vậy á. Có cái nhà trong đó kìa, lỡ tìm cửa trong ngôi nhà đó được không? Ôi bà nội né ra. Ủa bà dí sao? Thân. Ôi trời, bị bắt rồi. Ủa? Ê tôi hiểu tại sao cái chân bà này bự rồi đó, tại nhét hero vô trong đó đó. Cái váy nó bự á, là nó lại trùm đầu, chụp đầu mình. Mèo ơi, tôi yên giường, mèo yên giường. Okay. Racing Boy ngủ phòng có mấy cái chữ này nha. Thôi nằm đi, nằm đi chờ Racing Boy lại. Rồi nằm đi chờ ông dẫn chứ mình lại. Sống mà, tôi còn sống mà. Quên. Đi. Một kìa coi như mình á. Nó chết rồi. Ừ chưa, nó rồi ông sẽ đi lại từ đầu á. Từ từ đứng đây chờ nha. Kệ nó đang lấp ló trong mấy bức tượng mấy bà đó kìa. Đâu? Kiểu gì nó cũng bị bắt cái nữa à, tin tôi đi. Nè kiểu gì cũng bị bắt cái nữa thôi. Đó. Cái gì mà có ma kè, có đâu. Dí kìa. Hút đứng đây từ nãy giờ có thấy ai là ma đâu. Trời ơi. Bình tĩnh. Chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi. Không có qua được. Chờ tôi giết hút. Đây theo tôi nè. Ôi hình như tôi cảm giác mấy bà này ngày càng bự á nha. Ừ đúng rồi. Ôi này bà này bây giờ bà cao chót vót luôn rồi nè. Wow, có bà bự bà nhỏ. Ơi mấy bà này tính ra người ta lấy mấy bà này làm cục điện được á. Ờ nhiều tay làm gì đứng cầm dây điện phụ ta. Cầm dây điện phụ chứ đúng, đúng rồi. Là móng gì cho mệt vậy. Ghê quá. Lâu tôi đi tôi sợ tôi tông mặt vô cái đít của bả luôn á. Tôi sợ mấy bà bự bự này dí mình cái chạy không kịp luôn á. Thôi cứ lâu lâu đi lại cái bả nhìn tôi à. Ghê quá. Ai cái cảm giác vừa gió mà vừa lạnh cái làm tôi cảm thấy mắc ẻ. Ôi. Bà này, ê bà này bà bị tém giò rồi nè. Ê tôi tìm được cửa rồi nè. Nè tôi tìm được cửa rồi. Vô. Đâu? Đó thấy chưa? Cái này là cái cửa rồi, cái này là bức tường mà bà nội. Con gạt nè. Đâu con gạt đâu? Ủa? Có gạt được không? Được gạt đó. What the hell? Ô, tôi thấy phiên bản chính thức rồi kìa. À, nãy giờ chỉ là demo thôi. Mà copy thôi, vô trước đi hết. Hello em. Dạ, thấy bà thiệt nè. Nhà em ở mình trong cái căn trong cái này kêu bằng cái gì? Trong một cánh đồng hiu quạnh nhà em có mình em buồn không em? Em chân dài tới nách luôn đó. Trời ơi, hồi nhỏ anh cũng trắng lắm mà lớn lên đi nắng da đen rồi. Mà bỏ đâu mất tiêu rồi. Nói quá là chạy kìa. Nhiều khi chạy xuống đặng chuẩn bị tiếp đãi con Racing Boy nè. Gì đó. Lấy trà cho Racing Boy uống. Ồ tính ra nhà này đơn sơ ghê á, giàu hơn nhà tôi. Lấy trà ngồi xếp băng cho Racing Boy. Tôi có cái hầm mọi người ơi, có hầm nè. Hầm này để nhét mấy con Racing Boy á. Đúng rồi. Đây là chỗ. Cái câu hang nè, nãy nè, từ từ để chạy lên coi. Dưới đó là nơi Racing Boy nằm. Ồ nãy, trời đất cơ. Cái đầu của tôi còn chưa nhìn qua được cái cửa sổ nữa. Cái chân bả nãy dài cỡ nào mà nhìn qua được cái cửa sổ đâu. Tôi trên cầu hang nè. Tôi đang đây nè. Trời ơi, cái này tôi phải chồng lên đầu của mèo xong chồng lên đầu của Racing Boy cái nữa tôi mới thấy được nữa. Ba người mới cao được cái giò bằng cái giò của bà. Tính là bà này nhiều khi là hoa hậu quốc tế á. Chắc kiếp trước là hoa hậu, kiếp này là ma. Gì vậy cha? Ôi trời ơi. Ôi mà tôi nghĩ bà này bả kiếp trước là hoa hậu mà kiếp này chuyển qua làm thợ mỏ á mèo. Cái nhà mới có nhiều hang vậy nè. Ê, nhưng mà giờ mình đi bên nào đây vậy? Ôi, có cái cửa nè. Chúng ta đã tìm được cửa trong đây. Đây. Khoan, mình hôm qua kiểm tra cửa bên kia hả? Vô luôn rồi. Ủa được luôn hả? Game này tên là The Mimic mọi người. Ôi trời, tưởng gì là đo tôi chơi suốt. Làm thế nào mà lại dẫn đến khách sạn vậy? Cái cửa đó làm thế nào dẫn đến khách sạn? Rồi. Bà nội ơi! Trời ơi, mét này hết quần rồi. Nãy giờ ta nói đang đi qua cái chỗ đó gió lạnh nè, mắc ẻ nãy giờ rồi, không muốn nhịn. Ủa đâu mà bò tầng nhà ngược xuống vậy? Ôi trời.
Ôi. Kim Ngân ơi, cảm ơn em đã share livestream. Thanh nhiều Kim Ngân đã share livestream nha. Thảo Nhi share livestream nha. Có ai đạp đúng cái gì của bả không mà bả treo ngược ở dưới đó, bả bò vậy? À, tôi thấy có bà này ngồi xe lăn mà bị lộn ngược nè mà. Cái gì vậy? Nhìn tội nghiệp lắm nè. Thiệt hả? Chờ tôi. Cái này là, đây là tất cả những gì cô ấy là người đàn ông. Là sao? Cô ấy là người đàn ông là sao? Là cái này là This is all doing man, nó nói chuyện với mình á. Còn cái này cách nào tôi tắt cái bảng này vậy? Đây bấm, bấm vô. Tôi tưởng này qua Thái Lan chứ. Bạn có thể nói cái gì, bạn có thể hỏi cô ấy là ai. Vâng, tôi cũng không biết, tất cả những gì tôi biết là cô ấy là một loại thực thể xấu xa. Nói con bờ ngược từng nhà đúng không? Đúng rồi. Thực thể xấu xa. Cái này liên quan tới một truyền thuyết Nhật Bản mà tôi đã nghe, tôi không nhớ nhiều nhưng tôi biết cô ấy có thể mang bạn đến bất cứ nơi nào cô ấy muốn. Vậy thì chúng ta... Em muốn đi Paris. Cuối cùng những người bị cô ấy nhắm đã rơi vào tình trạng điên loạn. À, nhiều khi bà này bà đưa nhiều nơi mà nhìn phùng quá bị điên luôn á. Cái này không phải bạn mình hả? Chắc bây giờ bạn đã nghe cô ấy bắt chước mọi người. Tôi đã ở đây lâu quá, bạn không thể trốn thoát, tôi thử nhiều lần. Okay. Vậy là bà quyết định bà nào sẽ răng bà nằm vậy. Tôi biết tại sao mà không thể trốn thoát rồi. Tại vì bà đâu chịu chạy đâu bà. Cái này là cái con này là chim cánh cụt người á. Không biết nữa. Người chim chăn. Người chim cánh cụt. Ê, vô đây nè. Biết sao không? Thằng máy nhạc giật quá bạn. Tại bà không đẩy cái xe lăn bà vô thang máy đi được. Này phải chỉ có nhạc, chứ lên tí xíu tôi nhảy cho mọi người xem luôn. Oh my god. Oh, oh, bà này bà chơi đường nè. Ôi chị ơi, lập ban nhạc với em không? Ồ, khỏi đi chị ơi, em qua em ổn rồi. Tôi ổn. Bà đi đâu ạ? Không ổn lắm, bà chạy cây đường, bà chạy bên đó đó. Phải đi không phải không? Ôi, bà đừng xe vô, bà đừng xe vô. Bà dí vô đây không? Ồ, dí. Trời. Không. Bà chỉ đi qua đi lại được thôi. Cô nàng. Bà chỉ đi qua đi lại được thôi. Dạ sao? Đi qua trái. Đi qua trái, mọi người đi qua trái hết rồi nha. Đừng cút, chạy đó. Đúng rồi, đi qua trái rồi nha. Ủa sao không đi tiếp đi? Đừng cút. Tôi thấy bà đâu ta? Bà đi đâu rồi? Bà đi luôn rồi. Chưa đâu. Bà đi rồi. Nè, không có đâu, hồi nãy là có rồi. Nhiều khi bà thấy mặt tôi bà sợ tôi quá, bà đi luôn rồi. Bà đâu rồi? Bà đi mất rồi, bà đi luôn rồi. Khoan, tôi nghe tiếng đờn kìa. Chị ơi, cái đường bên này rộng hơn. Lộn đường hả chị ơi? Chị ơi, rồi mình đi theo bả đi, bả đời cũng vui tay lắm. Chắc nhiều bả kêu đi theo bả đi á. Trời ơi, mọi người đi nhanh vậy. Bạn ơi, mọi người đi nhanh vậy. Rồi, kìa. Chọn đường nào chị? Kìa, dạ bả đi. Đời cho tôi. Rồi, bả bắt người. Vô. Vô. Rồi, thôi, em đi vậy. Vô, trời ơi. Bà bắt ai vậy? Bà bắt Racing Boy vậy. Ê, tôi là đầu tiên lên thang máy đó. À, bà bắt ai vậy? Ôi, mọi người, giờ này bà đăng hình bà gì lên, tôi đang ốm vậy? Bà chọn chiếc bình đâu. Ê, cái gì nè? Ê, cái này giống một cái bản đồ. Bản đồ. Chúng ta xuất phát từ ở chỗ nào vậy? Ở chỗ này nè, đi thẳng quẹo trái. Đi thẳng quẹo trái, quẹo trái, đi thẳng quẹo phải. Đi thẳng, quẹo trái, đi quẹo. Quẹo trái, đi thẳng, quẹo phải. Quẹo trái quẹo phải rồi, đi nè, tôi nhớ rồi nè. Khoan, nó nghe nè. Theo tôi, Red Hood là một cái bản đồ sống. Khoan, nó nghe nè, ủa mắc gì ông quẹo chứ mệt vậy. Bây giờ mình đi thẳng lên đi. Đây, theo tôi đi. Đi thẳng quẹo phải, đi thẳng qua ba cái hẻm. Rồi, quẹo trái. Đi thẳng qua. Đúng rồi, mình đi cái đường đi thẳng á. Đúng rồi. Đi thẳng quẹo phải đi, xong rồi. Rồi. Ông đi rồi hả Hood? Hood? Vậy? Ông đi rồi hả? Chưa, nãy giờ tôi đứng kế bên mèo mà. Tụi la, ông đi rồi. Chưa đi nè, nãy giờ. Ông la tôi giật mình luôn hết. Ngồi tối nay chắc tôi ngủ giật mình luôn á. Ông bị gì vậy? Cái gì vậy? Hả? Kiếm được anh bạn đây xem coi nha. Cá bắt rồi hả? Vậy lâu lâu cái ghế này nó trơn các bạn ơi. Ủa đâu rồi? Ủa đâu? Đâu rồi? Tôi sắp ra khỏi đây rồi. Ủa gì vậy? Hồi nãy giờ có ai hỏi xin không, có thấy ông có
hoa xà lông mọi người. Hút chưa có bị nó bắt, chưa bị nó bắt. Rồi tôi chạy ngang. Rồi thôi, phải đi chứ hả? Rồi phải rồi, đi hết lên luôn. Tôi vẫn ổn mọi người, không sao hết, không sao hết. Hết. Tôi sắp rời khỏi đây rồi nha. Ủa? Đi thẳng tới đường. Thẳng đường kỳ kỳ ta. Gì vậy? Gì mọi người làm gì sợ vậy? Gì vậy? Bình tĩnh nào. Ủa, thấy đường không giống cái trong kia đâu. Hình như từ đây mới là đi ba cái hẻm nè, đi thẳng tới thương đúng không? Ở đây hả, có bài nào hả, có bài nào phải không? Ủa gì vậy? Không biết cùng mọi người. Cái này hả? Ủa gì? Ôi, không có gì, không có gì. Không có gì, heo tôi, heo tôi, heo tôi, heo tôi. Chạy đi. Chết rồi, Trương Duy Nhược chết rồi. Lẹ đi, hướng này, theo tôi biết đường nè. Theo tôi. Trời ơi, tôi là người trải qua cái chuyện này một mình mà. Ê, mình đi bộ đi, mình gặp nó mình hãy chạy. Chứ thôi là mình không có đủ sức đâu. Nè, Trương Chí Nhược chết rồi, đi theo tôi nè mọi người. Đi nè. Ê, Trương Chí Nhược chẳng có nói lời kìa. Đâu có không? Không. Ủa sao cách nào mà nó vượt qua được con nó hay hả? Tôi cũng biết luôn. Phải không? Đâu đây? Ê, kiểm tra coi đây, con Trương Chí Nhược thật không vậy? Nãy nó nói là cái con này dễ dàng được á. Đúng rồi đó. Bây giờ đi đâu giờ? Biệt danh của Trương Chí Nhược là gì? Thẳng đi, tôi có lòng tin đi thẳng. Này nó ra kỳ lắm. Rồi một không có bằng mấy. Không có bằng hai. Rồi, chú Duy giả, chú Duy thiệt giả là con trai rồi. Chú Duy thiệt, thiệt thiệt năng. Cái gì? Tới rồi, chạy lại, đúng rồi, bị đánh đường rồi đó. Rồi, giờ chạy đâu vậy? Chạy đâu vậy? Đang dí ai vậy? Nó làm gì vừa xuống lưng vậy? Tôi không biết, tôi chạy rồi. Nó dí kìa, chạy lẹ đi. Chồng là người đó bị. Ai cho thì bắt. Trời ơi, đi cùng ơi. À, đi cùng mọi người ơi. Cái gì vậy? Từ từ. Nó bắt được mèo với lại Racing Boy rồi. Thì nay tôi chỉ còn hai người bạn thôi. Từ từ, mình còn hai mạng rồi để thí mọi người. Chúng ta còn hai mạng rồi để thí cho chúng ta. Các bạn đừng lo, anh Đức sẽ sống. Để nè, mỗi lần mà cái bóng đèn nó chớp á, người nào nó đứng ở cái góc đó gần đó đó. Không có đâu. Bên phải. Sao mèo chỉ đâu á, tôi cũng quẹo theo nữa. Nè, theo tôi nè, đây nè mọi người. Tôi đang nói chuyện với ông Racing Boy, chạy Racing Boy. Mình đi bộ đi Racing Boy ơi, chừng nào mình gặp mình phải chạy Racing Boy đi. Mày đang đâu ạ? Bây giờ nó gần đây, nó gần đây á. Mình đứng thẳng lên. Không, đi thẳng lên luôn, Mình cần tìm những người bạn của mình trước. Đi thẳng lên ba ngã. Để có nhiều người chết thí mạng cho mình. Đi thẳng bên phải nè, tại vì đi thẳng lên nó cục. Ôi vậy hả? Chỗ này bóng bò ghê với mọi người á. Cái gì bò? Ê, cái gì chớp chớp? Còn nó mới bò trước mặt mình đó. Ông thấy đèn chớp không? Đèn nào chớp? Nãy mới bò trước mặt mình. Đi thẳng, đúng đường rồi, đi thẳng thôi mà bò phải. Nhớ là vậy. Ê, nó bò đằng nhà ông nội ơi. Ui, nó bò đằng nhà hả? Ê, nghe tiếng không? Rồi, nghe tiếng chớp. Nó dí, đậu chí bình rồi. Đặt, đặt lại. Thôi thôi. Let's go. Đừng cục đó, nó chạy đi đó. Ok, nó quanh đầu nó dí rồi. Giờ chúng ta bị tách ra rồi. Chạy lại lên, phải. Sao mọi người ơi? Chết rồi, lạc rồi. Từ từ, tôi sẽ tự tìm đường thoát ra khỏi đây để tôi đưa mọi người. Ai? Ôi trời, khỏi cảm ơn. Tôi sợ quá, đang dí tôi đâu nè. Ông nội ơi, còn đi theo tôi nữa, đi đường khác đi. Đi đường khác đi. Rồi luôn, tôi bị dẫn vô đường cục. Mày bị dẫn đi đâu rồi? Không biết nữa, nhưng mà giờ lạc mất hết. Ôi, tôi thấy có cái chân ông nào mới lết qua kìa. Tôi sợ quá, mọi người ơi. Làm sao mà lạc được hết cả mày vậy? Không biết, nó dụ, ờ đi ra, đi ra qua đây. Ra đây, rồi, hên quá nha. Chúc mừng lời chúc kết thúc. Trời, khoan, uống nước cái sợ quá. Từ, đi đáy cái tay đáy rồi. Nó giỡn này chứ, uống miếng nước cái. Oh my god, anh có biết bà ngon. Anh ơi, kết bạn với em. Em kết bạn với anh. Em kết bạn với ai? Em phải kết bạn với anh. À, từ. Giờ tôi đang ở đâu? Cho tôi thở với mọi người, sợ quá. Từ. Tôi thở cái. Cái tính quá. Tôi cũng phải cần thở cái. Linh Nhi, Thảo Nhi, Hoàng Lâm, xe livestream nha. Ơi, tôi sắp hết pin cái đồ đọc comment của tôi rồi. Nè, tôi có cái này nè. Đọc cái này đi, cái này dư nhiều lắm nè. Ủa, mà tôi thích đọc bằng cái máy bự hơn, tại mắt tôi cận mà. Tự nghèo quá hả? Giờ hết này tới kia hết. Đúng rồi. Thôi là khiếp sợ. Thôi đi thôi. Khiếp đảm. Khiếp đảm quá. Sao cái đầu này quay dữ vậy?
Ủa mà cái này đờ mi mít nó có nghĩa là gì vậy ta? Không biết nữa. Mi mít nghĩa là bắt chước theo một cái gì đó. Kiểu như là tôi mà nhá hành động và tôi là làm người bà. Hết hồn. Kẻ bắt chước hả? Ừ, kẻ bắt chước. Ủa? Hết rồi. Hết rồi, hết rồi. Chắc một nó nhiều lắm. Hết chắc một. Chúng ta đã hoàn thành được chapter 1. Mình vẫn chưa cứu được thằng bạn nào hết hả? Trời trời trời, cái gì vậy, cái gì vậy? Ủa... nút xanh nút đỏ. Ủa... nút đỏ phù mỏ. Nút xanh thì đi ăn bánh canh. Nút xanh nó quánh thì đi ăn bánh canh luôn á. Đỏ. Ok, nút đỏ. Chắc rồi. Chắc. Đè nút đỏ. Đỏ, đỏ, đi tiếp. Đè luôn. Không, mình tìm được một đứa rồi, nhưng mà cái đứa đó không có giữ cái áo của tôi nên là đi tìm cái khác rồi. Ủa vậy? Cái đứa còn xe lăn là mình tìm đứa hả? Theo trường là bạn không hả? Ừ, đứa nằm dưới đất là bạn tôi nhưng mà nó không có giữ cái áo của tôi. Vậy phải đi tìm thêm đứa hả? Trời trời. Gì? Anh kết bạn em đi, em gánh đi tất cả các game trên Roblox luôn. Trời ơi, dữ vậy sao? Ủa, dữ dằn, dữ dằn. Dữ ghê chưa? Gọi em là từ điển Roblox. Có cái cục sạc nào không? Nghĩ tức quá, có cục sạc. Thành viên đây nè. Mọi người chờ tôi xíu nha, tôi đi lấy cục sạc cái. Không phải. Không phải hả? Ở đâu hả? Sạc này nè. Sạc gì vậy? Sạc cho cái máy của tôi. Rồi ông đâu? Tôi đang đi lấy cục sạc, chờ xíu. Thích thấy tôi không? Thích thấy mèo không thích? Thấy luôn. Thấy tôi đeo gì heo không? Cái ma nó nhào ra cắn mèo, cái mèo ma chứ đó. Rồi xin lỗi ông nha, giờ dù tôi có gặp mấy con gì đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ cười tươi gì đó ông nhận đó. Với một hàm răng trắng tươi như thế này. Giống như cái mặt tôi đau đầu với bác sĩ phẫu thuật kìa. Ừ đúng rồi đó, ông có biết quảng cáo bé đâu. Những lúc như thế này chúng ta cần một nụ cười tươi. Muốn mất ngủ luôn á. Tôi muốn hỏi quá, có bạn nào đi phẫu thuật chưa? Cho tôi hỏi một cái ơi. Phẫu thuật không bị gì có. Ờ, trong lúc phẫu thuật á, mình nhờ bác sĩ mới đưa điện thoại cho mình bấm cho mình đỡ căng thẳng được không? Được mọi người. Đâu. Kiểu như trong lúc phẫu thuật cái mình sợ quá, bác sĩ cho em mượn điện thoại, em lướt TikTok, em ngồi em coi cho em tỉnh táo. Em lướt YouTube shop. Ờ, em lướt YouTube, em coi thử ra được không? Rồi, vô tiếp nè. Cái lúc đó bác sĩ hỏi ông lại câu biết gì không? Mày có khùng không mày? Không, bác sĩ sẽ hỏi ông lại câu. Vậy chị vừa phẫu thuật cho em, chị vừa bấm điện thoại chị lướt YouTube shop được không? Đó là hỏi đi, hỏi đi, hỏi đi, hỏi đi. Ai hỏi vô tay em nè. Ờ, ai hỏi. Ui. Bác sĩ. Đi, 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 đi. Thôi giờ tôi không có la đâu nha. Tôi mệt, câu hỏi gì đó. Trời ơi. Vậy. Tôi quyết định là vậy. Trời, thấy tôi mạnh không? Đá cái văn cửa luôn. Sao? Trời ơi. Tôi thấy pháp tôi đích vô cái cửa pháp định cái. Thấy gì không? Thấy gì không? Quá bự luôn kìa. Ôi hương câu cổ mèo ơi. Ui. Câu cổ rồi. Xin giật lạ, hương câu cổ. Chị ơi. Chị ơi cái cổ chị. Thôi chị ơi. Em nói giỡn chị ơi. Chị ơi. Chị ơi. Cái cổ chị chắc không chui lọt qua cái cửa này đâu đúng không nhỉ? Thư diện không ê. Đây có cầu thang nè em lên chắc không có tới em đâu á. À chỉ có mình ở trong đó, mọi người đi ra, mọi người đi ra, mọi người đi ra. Đứng ngoài. Có mình ở trong đó luôn á. Mọi người đi ra để cho nó mình trong đó đi. Mà em đem cầu thang được chưa? Em tụt xuống đây. Em chưa cầu thang coi. Rồi, mọi người đi vô nè, mọi người đi vô nè. Chúng ta đã có kẻ hy sinh rồi mọi người. Đúng rồi, có cầu chưa? Chỉ có đứa thiểu năng mới trèo lên cầu thang. Ê, cầu thang còn như chỗ không em? Em ơi. Ê. Ghê quá. Ủa gì hết. Đi xuống. Đừng có đu đau quá. Hồi nãy tính là vài giây trước tôi nói là chỉ có đứa thiểu năng mới trèo lên cầu thang thôi. Mà giờ chúng ta có 3 đứa thiểu năng luôn. Bu đông địch hứa khó đổ thừa lắm. Ủa rồi bắt cái chung không quên. Dọn chiếc mình đâu. Kìa chạy dưới kìa. Nó đang chạy kìa. Còn học của hoàng đế rồi. Kìa nó bên trái kìa kìa đó. Cái coi làm gì được mình. Cái cổ mày cao được cả này không? Cái cổ mày cao được cả này không? Ủa nó biết trèo cầu thang hả? Thôi. Đến cửa này thôi. Nó biết trèo cầu thang. Mình gặp một con quái vật cổ dài, nó có thể trèo cầu thang mọi người. Nó biết trèo cầu thang. Tôi biết. Nó biết trèo cầu thang mèo. Chứ không phải cầu thang chỉ để cho mình trèo thôi hả? Tôi không biết nữa, nó biết trèo cầu thang. Tôi tưởng đâu khả năng duy nhất của nó là cổ dài nữa mèo. Sao nó lại biết trèo cầu thang? Là khả năng của nó còn biết trèo cầu thang nữa. Có cái cửa đã lắm mọi người. Đi qua trái, qua trái. Qua trái. No one ever. Đừng nói với tôi. Ông nội, ông lừa đi qua trái là đường cùng, đóng cửa lại. Khoan, nó không vô được, Thẳng qua trái. Rồi. Đi thẳng qua trái. Đi thẳng thôi. Đục qua trái nè, đây nè. Hình như là nãy mình đi trái mà. Hình như qua phải mà ông nói lộn. Nhưng mà mình chưa gặp đường cùng. Biết gì không? Cái cửa là kêu đi qua phải, ông cho ông đi qua phải mà ông lại kêu mình đi qua trái. Lừa, tính giờ mình đi đường cùng. Tôi có nhiều khóa này, cứu tôi. Đừng cứu nó.
Mở cửa, mở cửa, mở cửa, mở cửa, mở cửa. Cái chị cô dài tới, mở cửa lẹ lên. Lẹ lên. Mở cửa tới rồi. Ê, kêu bà vô đây khỏi cái điện nè. Đóng cửa, đóng cửa, đóng cửa, đóng cửa. Kêu bà vô đây khỏi cái điện nè. Ủa, bà chê cái ghế này luôn á. Ghế này cổ bà đưa vô không vừa đâu. Ủa, cái ở giữa là mình cầm cái gì vậy mọi người? Đúng không? Cái này là cầm hai cái chân nè. Ôi trong đây mũi nhiều lắm luôn á. Cái này là cộng hai cái chân nè, ở giữa cộng gì mọi người? Mọi người comment cho tôi biết đây. Ê, ông tàu lao, cái này là cộng hai cái tay không biết cộng hai cái chân, cái tay giác lên đó không nổi. Tôi tưởng đâu, cái này là cộng hai cái chân đúng không? Cái này là chỗ đưa cái đít vô đúng không? Cái này cộng cái gì ta? Chắc cái này là cộng cái của tôi nè, của tôi mới đủ to, cái chân của tôi mới đủ to là đưa vô đây. Cần gạt kìa, gạt lắm gì vậy? Ê, 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 ê. Gã cần này để làm gì? Mở ra cái gì đó, em mở chưa? Nó ghi là tôi gạt cần rồi đó, nó mới ghi là cái mở cái gì đó đó. Nhiều khi nó mở cái chỗ này đang cho mình trèo lên nè. Mở ra một cái gì đó, mở ra cái gì, là cái ra, gì. À, ở giữa là cầm cái mình lại. Lên lầu, lên lầu. Thôi chạy trước. Ôi, thôi, thôi, thôi. Vô, 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 vô. Nào kêu đi ra vậy? Tôi thấy nó vậy, này mình có cửa luôn kìa. Nó vậy cái cửa đó không có được gì hết á. Ê giỡn chứ mà đúng cầm chị của hết chạy vòng vòng kìa. Ok, nó dụ ra, nó dụ đi rồi, đi 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 đi. Đi 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 đi. Thẳng lầu lẹ đi lẹ đi lẹ đi lẹ đi. Cửa thẳng hả? Ờ, an toàn. An toàn, an toàn. Vậy là chúng ta cần có những người bạn các bạn. Trong cuộc sống thì các bạn hiểu mà, chúng ta phải có những người bạn. Đặng khi mà gặp nguy hiểm á, thì mấy người đó sẽ hy sinh cho mình các bạn. Chúng ta phải có thật nhiều bạn. Họ cũng chạy giống như bạn. Gọi là sao? Họ, đây là mấy đứa bạn của mình á. Nó những đứa bạn của tôi cũng chạy. Anh hút thử chơi ngu một lần đi. Bộ nãy giờ anh chơi giỏi rồi em. Chơi quá giỏi. Nãy giờ anh được tính là chơi hay chưa? Bây giờ chị đang hay chưa? Đi theo tôi nè, mấy bạn kêu tôi thử chơi ngu một lần đúng không? Để tôi giờ tôi một lần chơi giỏi thử cho mọi người xem nha. Chứ nãy giờ chơi ngu hoài rồi. Mọi người đang khinh bỉ giờ đâu có không. Ơi, ơi, ơi. Rồi, không sao, sao lâu lâu bạn đút cái cổ ra cho biết cổ dài thôi. Ủa cái cổ nó bắt đầu từ đâu vậy? Sao tự nhiên cái đường này đường cục mà mẹ nãy đưa cái đầu từ đâu ra hả? Ủa, thế bắt đầu từ đâu? Khi nào nó dừng lại? Tôi cũng không biết nữa mẹ ơi, đi nè. Ở đây là thế giới... Tôi thấy có mấy cái cột dựng cái này lên chứ đâu phải mấy cái này bay đâu. Phải còn hả cái đầu nó vậy? Đó rồi, đẩy lắm rồi. Ôi, tôi chết luôn rồi đó. Ghê quá. Tôi muốn lọt tim bên ngoài. Nãy sờ xuống dưới đất á. Ồ. Có mấy không? Có. Đó, tôi thấy ông nó chạy xuống á bác. Nhật mình đi qua cầu khi yeah. Không đi được. Quán hồn, quán vía. Rồi, quốc tế mà, nay là lễ mà. Sao mấy mẹ này không nghỉ đi ta? Tới lao động mà. Sao mấy thím này không về nhà nghỉ đi? Đó, bạn nào nãy kêu tôi comment anh chơi ngu thử một lần đi. Gặp gỡ bạn bè kìa. Ờ, chúng ta gặp gỡ bạn bè nè, ở đây chúng ta có 4 người bạn thôi. Yeah. Ủa, cái samurai. Đâu, đâu? Lấy cái kiếm của nó, lấy kiếm của nó. Ôi giờ đàn này ngồi giống Itachi quá. Ừ đúng rồi. Ôi có ông samurai biết đi thiệt kìa. Ông đi đâu hả? Không biết nữa đi, ông vác cái kiếm, ông kéo dưới đất kìa. Thằng nào lại gần ông mà ông chặt cho một cái á. Ôi samurai là bạn của chúng ta mà. Ôi ông bự thiệt bự luôn. Đúng rồi, bự bự ra ra đứng thử kiếm cho ông ơi. Đi qua nào. Ôi kiếm kìa. Thường thì mấy con gà sẽ bị samurai làm thịt. Dĩ nhiên con gà đó phải là tôi. Theo tôi mèo. Ê, không có chìa khóa sao không? Ủa? À. Hello, hello anh. Rồi đóng cửa lại, hồi cho mấy kia mở cửa cho mệt. Đi đi đi. Đứng thằng nào mở cửa đóng cửa lại. Chạy nè, chạy nè, chạy nè. Hay cửa mở ra đóng lại. Hello. Ê. Biết cái chiêu này rồi. À, còn một người nữa, còn một người nữa. Để tôi ra tôi chặn đó. Để tôi ra tôi chặn đó nha mọi người, cứ giữ yên đó. Tôi sẽ bảo vệ mọi người khỏi con quái vật này. Đúng rồi. Chú chỉ nhật đâu. Kìa nó kìa, nó kìa, nó kìa, nó kìa. Để tôi chặn nó lại. Nó đang làm gì sao nó. Ê, tính nó đi vô được luôn á. Không cần chui vô đó đâu, đi vô. Chạy ra, chạy ra, chạy ra. Chạy ra. Chạy nha. Đâu có dí, đâu có dí. Chạy từ từ. Đâu có dí, đâu có dí. Ông nội ơi. Ông nội ơi. Tôi chết rồi! Ai đóng cửa vậy? À, giờ ở đâu này mà? Ai đóng cửa vậy? Xin bói á! Xin bói á! Vậy phải tôi biết vậy á! Rồi thôi, những người bạn của tôi. Những người bạn của tôi. Hay lắm! Trong đó thật uy tín. Hay lắm! Chị chợt phải đi lại. Ở đây nè, qua cửa này nè. Chưa vô! Không, vô cửa này là nó qua luôn. Nếu đi chung nè.
Ok, mình tinh linh gì á? Tinh linh cần thiết. Linh hồn, linh hồn. À, cần một linh hồn hả? Có ai đó chịu hy sinh không? Ở đây có cửa nè. Hai bên đều có cửa luôn. Ủa, hai bên có cửa. Ủa, cái phòng màu hồng. Chắc có cô bé nào đang trong đây. Phòng này ghê quá. Ê, tôi mắc tiểu quá, mọi người quay mặt qua chỗ khác, tôi đứng sau gốc cây nè. Hình như có con mộ kìa không? Ủa, mộ của ai vậy? What? Đâu? Một cục pháp. Để tôi được linh hồn rồi nè. Ủa? Đây, đây, đây. Này là linh hồn của Chu đúng không? Chu này nó linh hồn của em hả? Linh hồn của những kẻ mà đã bị trôn chết á. Này, cái tiếng gì vậy? Đây là tiếng nào? Tiếng của Chu là... Ừ. Hết hồn luôn á. Đi nè, không sao đâu, tôi bảo vệ mèo. Tính tiền quá. Chu đâu? Bọn Chu chỉ nhật đâu? Chu nó chết rồi, nó chết Chu mỏ rồi. Trời ơi, em chém hoài luôn mọi người. Nãy giờ mình nướng cứu Chu hả? Đây nè, đây nè, chia nhau ra, đi đi. Cái linh hồn mà mình cần tìm đó chính là Chu chỉ nhật đúng không? Mình đem Chu chỉ nhật đi mình nướng hả? Cái phòng này có ai đó. Hồi nãy tôi thề là tôi thấy có cái mặt đứng ngay trên tường luôn á. Ghê quá. Ờ, tôi thấy có cái mặt đứng ngay trên tường này xong tôi quay lại mất tiêu mà. Ôi my god. Ai đó hoặc thứ gì đó đã mắc bỏ ở đây, chắc là samurai con á. Không biết. Cái samurai cha chứ, samurai cha ông bự vậy, cái đó phải nhốt ổng là đúng rồi. Cái gì bạn nào tự nhiên ta đây ha? Ghê, nó hót rồi kìa. Tao đúng không? Chu nó hót rồi kìa. Nó hót rồi. Tôi thiếu cái tinh thần màu xanh gì đó, ai có không? Tinh thần màu xanh. Tinh thần màu xanh này chắc là tinh thần của con Chu á. Tinh thần xanh á. Ê, cái cửa này mở rồi mà. Cái cửa này mở rồi nè. Cửa mở đây có màu xanh nè. Ôi, linh hồn màu xanh nè. Ôi, cái gì á? Không biết. Lấy linh hồn xanh này qua bản, qua bản. Ủa? Kìa, lấy linh hồn đi. Không lấy được. Có ai kêu help me kìa, mở cửa ra, mở cửa ra. Ôi, có ai kêu cứu kìa, vô đó cứu không? Ghê vậy? Có ai kêu cứu kìa. Thôi, không có nhu cầu muốn cứu người đâu. Tôi sẽ là người đến cứu bạn đây. Trời giờ đã nói không có nhu cầu rồi. Trời giờ đi linh hồn xanh mọi người ơi. Tôi tin đâu. Ở cái linh hồn xanh đó, linh hồn xanh đó đi thôi. Tôi biết linh hồn màu xanh là gì rồi đó. Vô vô chào 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 xin chào xin. Sợ xanh mặt. Chào hết vô vậy. Chưa từ từ. Đây là cho hút coi linh hồn không mọi người. Đây linh hồn bạn nè. Hay lắm mèo, tôi phải hy sinh, tôi đang lấy được linh hồn màu xanh đó mèo. À hy sinh nữa chứ. Tôi phải hy sinh á. Không có nhu cầu. Kêu có ai đó kêu cứu thì mình phải vào mình cứu người ta chứ. Nhiều khi là cứu được bạn của Racing Boy sao? Ai vô trước cái cửa này đi. Đây chính là bạn của Racing Boy, là nước bạn Racing Boy. Đó, vô đi, ai vô trước đi. Tôi vô sau, ở này vô được. Không sao. Tội nghiệp quá à. Cái gì? Tôi cần phải tội nghiệp á, tôi là quả áp rồi. Không, có dồ quá. Rồ. Quả áp là dồ luôn. Quân quốc của những người bị đảo quân. Mọi người sẽ livestream giúp mình đi mọi người ơi. Ê, wow. Cái này là gì vậy? Trời ơi, vương quốc của những người bị lãng quên kiểu gì mà đẹp dữ vậy? Ồ, lãng quên chỗ này tôi cũng muốn bị lãng quên nữa. Cho tôi thêm cái thảm với lại cái đùi gà đó thôi, đây là chỗ cắm business tuyệt vời của tôi luôn. Đó mà đốt đốt ung lên cái nữa là nguyên bày ngồi xuống cho đẹp quá à. Ờ, cũng đẹp ha. Sử dụng cái... Ủa, em đi đâu hết? Đây đi hẳn. Ê, cái gì vậy? Gì đâu, thấy gì đâu. Trời ơi. Người đâu tiếng không nghe, không nghe tiếng gì cơ bát vậy. Đây, trên đây. Ồ, tiếng này là thường thường là xuất hiện... Tại ông nội ơi. Ồ. Tưởng. Phải không phải tưởng, phải tưởng. Quá là ngự luôn. Một samurai mà mất tiêu cây kiếm rồi. Ôi cầu đẹp quá à. Dùng sao thả thuyền kiểu này. Thuyền á dành cho người chết đó nè. Chỗ người có âm á. Viết chữ gì đây? Đây là dấu ấn của một phù thủy bị nguyền rủa. Thì ra bà phù thủy này bả nguyền rủa trong khu rừng tuyệt vời này hả? Cùng với một bàn tay cao khoảng 20 mét. Dấu ấn của một phù thủy bị nguyền rủa hả? Tôi thấy con toán bên kia cũng có mấy người mưa bướm rồi. Ở chỗ nào cũng có bướm bướm mà vô đây, theo tôi nè. Ê khoan, mình phải có một con bướm bướm để mình mở cửa được này. Ủa? Phải cần... tinh hồn. Ủa cái cửa này cần tinh linh. Bên nào hồi nãy phát nó là có bướm bướm không? Chỗ nào cũng có bướm bướm hết á. Sao ông chụp đầu đại con vô? Ở đây quá trời bướm luôn. Ông vô. Kìa bên này nè. Đi theo cái ông samurai hồi nãy á. Ủa đâu rồi? Đây nè. Sao tối vậy? Tối đâu tối, sáng trưng mà. Đi lẹ vậy hết. Bình thường, tôi đi cũng bình thường thôi. À, ở đây có đường mòn. Mà đi đường gạch nó nhanh hơn đi đường mòn. Ồ, ở đây có cái mã thằng nào nè. Gì ghê vậy? Có cái mã thiệt mà. Thiệt á? Nè. Ồ, my god. Tôi bắt được một linh hồn trên cái mã nè. Rồi vậy, vậy cửa. Chắc đây là một trong những người bạn của Racing Boy á mèo. Chứ còn gì nữa. Nãy giờ mình nướng hai thằng rồi, thằng này là thứ ba. Nhiều thằng rồi. Mấy bạn đừng lo nha. Livestream của mình xong thì mình sẽ up lại bên kênh Tết Vlog nha mọi người. À, RM, nhầm, RM.
Livestream Roblox á thì nằm ở kênh RM, còn livestream Minecraft thì ở kênh Pirate TV nha mọi người, nên mọi người đừng có lo nha. Giờ ai cũng sắp một thằng người bạn của. Ôi, mở cửa rồi nè. Có là cái ché rồi đâu? Có. Nó là ché. Mở cửa rồi, có khác. Là ché, mở ché. Là yes. Yes baby, vô. Ở đây là đâu vậy? Bây giờ đi đường nào? Đi lên cầu thang nè. Phải đi. Ánh sáng cứu con đường. Đúng rồi, mình nên đi theo con đường nào có ánh sáng cứu con đường đi. Ê, hình như cái ánh sáng này không hấp dẫn cho lắm nha. Tôi thấy cái cửa này giờ nó bị gì thành đống gạch này nè. Qua phòng khác rồi. Tôi cảm giác như có điều gì có điều gì đó sắp tới nè. Cái điềm này là cái điềm không lành nè. Cái điềm này là cái điềm nãy giờ mình gặp nè. Rồi cái gì vô trường luôn rồi, vô trường học luôn rồi. Cái này giống trong trường học quá hả? Ờ, vậy là mình thoát. Ồ, có bạn nào đó kìa. Vậy là mình thoát chưa? Vậy mình về chưa? Ở đây có cái đèn sáng quá à. Này đó có bạn nhìn trước mặt kìa, lại chào đi em à. Lại chào. Hello bạn. Bạn khỏe không bạn? Tất cả mọi thứ đều là ôi. Ôi. Sao giờ nó chạy đâu đó. Giật mình luôn. Đó. Đầu đó đâu? Người này cẩn cao đầu. Chơi cái gì mà cái gì đấy. Tôi thấy cẩn cao đầu. Ôi. Cái này bệnh viện rồi luôn. Cái này chuyển qua bệnh viện luôn rồi hả? Đúng vắng luôn hết đây. Ồ, này cảm giác sắp đi bệnh viện rồi mà còn vô đây chơi cái trò này nữa, cảm giác quá. Cảm giác mày ơi, hết hồn luôn á. Ờ, cái cửa này à. Nhân lên 100 lần sự thật á. Ôi, ôi. Oh my god. Nhiều bạn quá. Ghê quá, sao anh nhìn bệnh vậy? Bệnh viện kiểu này hút muốn đi lắm nè nha. Thôi dẹp đi bạn ơi. Đây. Bệnh viện kiểu này hút thích rất là thích đi luôn nha. Ê, bên này có gì nhưng vậy? Mà thích đi về chứ không thể thích đi đi bệnh viện. Tôi đang tìm thấy những gì, tôi đang tìm kiếm ở đây. Cái gì vậy? Âm thanh ơi. Âm thanh gì đó. Tôi còn có người chạy 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 một cái gì vậy? Quay gì đâu? Quay gì đâu? Quay. Cái gì vậy vậy? Mọi người ở đâu vậy? Tôi không biết nữa, tôi có gì đây? À, tôi làm được cái chìa khóa rồi nè. Đưa gì ông hút? Không thôi, không phải với tôi. Với đoạn chi bình á. Làm đi thôi. Không phải. Vậy là bả chỉ đi ngang thôi. Đó kìa, đó kìa. Tôi làm được cái chìa khóa rồi nè. Rồi xong dẫu chi bình. Với tôi thiệt kìa nè. Đó đúng y luôn mà, nó với nó mà. Tôi làm được cái chìa khóa rồi nè. Rồi. Ê, đứng lại đoạn chi bình. Ê, tôi tìm thấy chìa khóa rồi nè. Một cánh cửa, tôi tìm thấy chìa khóa nè. Đi qua. Ê, chìa khóa sau lưng cưng á. Chìa khóa sau lưng cưng á. Không phải tôi. Để chi bình. Ở đây. Nè, chìa khóa nó giấy mình kìa, nó giấy mình kìa, nó giấy. Tôi hy sinh làm chìa khóa luôn. Rồi luôn, nó bắt em luôn. Ê, mọi người ơi, mọi người ơi, tôi kiếm được chìa khóa rồi mọi người. Ok ok, mà xin lại đi, tôi biết đường đi rồi nè. Nè em nè, em nè. Ở đây là ở đâu mà? Mọi người đâu ơi? Đây nè. Đây. Biết đường rồi, biết đường rồi, tôi đi qua. Mọi người đâu, mọi người đâu, tôi có chìa khóa nè. Từ từ, đợi mèo. Mèo. Chìa khóa nè. Tôi. Nó cầm bướm cái, nó nói cái chìa khóa à. Tôi là cái chìa khóa. Mèo làm bướm hả? Tôi là cái chìa khóa. Tôi cũng là cái chìa khóa nè. Tôi chỉ nhường có làm bướm. À, mà tự nhiên bà cầm bướm cái bà nói đó là cái chìa khóa. Tào lao, chìa khóa này nè. Tôi chỉ nhường nó cầm con bướm. Ê, cái gì? Yeah. Ôi, cái chỗ này bị ngập nước rồi. What the hell? Ở đây có nhiều cửa quá. Ghê quá, tôi không muốn sống chỗ này chút nào. Giờ chạy theo tôi nha, đếm 1, 2, 3 chạy nha. Okay. Hay chạy theo Linh Cảm, tôi bắt bảo 1, 2, 3 chạy. Woo. Cảm. Ê, hồi nữa là mình gặp. Ê, chưa sức lắm trời ơi. Linh cảm của tôi thì tuyệt vời quá mọi người. Trời ơi, biết con bò bé. À, mọi người có tin nhờ linh cảm của mình không mọi người? Bây giờ thử linh cảm của ai nè? Bây giờ thử linh cảm của tôi đây. Là đúng rồi á. Bây giờ thử linh cảm của tôi nha. Linh cảm của tôi xịn quá mọi người. Ok, tiếp theo nè, giờ là thử linh cảm của tôi nữa nè. Một lần nữa. Đi thôi, không đừng chạy. Đi thôi. Ok, đi nè nha. Đi, chừa sức thấy chạy. Đường đó. Đúng rồi. Chạy nó bò đằng kia rồi. Rồi nó. Ê, con bướm. Bướm kìa, thấy bướm. Bắt bướm. Thấy không? Đi ngoài lấy được bướm không? Chạy ra ngoài có cửa kế bên á. Đâu, tôi nè, tôi thấy được bướm rồi. Thấy chưa? Thấy rồi. Hút, đường này nè, hút. Đường này nè. Tôi thấy nó rồi. Chạy theo tôi nè. Tôi đang chạy theo mèo nè, Run. Ôi. Cái con đó nó bị béo phì hay gì vậy? Chú chỉ nhường nó lụm cổ tay. Về mập về ta dài. Chú chỉ nhường nó bị bắt hả? Rồi vô. Rồi tôi nghe tiếng yeah. Rồi tôi chơi tới đây là chắc là được rồi đó mọi người ơi. Why? Chắc tôi chơi nữa, chắc tôi phải vô bệnh viện nhưng mà trị bệnh khác á mọi người. Mọi người có nghĩ giống tôi không? Ủa? Còn mưa là gì vậy? Còn mưa là sao? Rep em đi anh hút nè, anh rep em nè bạn Huỳnh đi. Cảm ơn Kim Chi nha. Thôi mọi người ơi, hôm nay chắc là mình sẽ stream tới đây thôi nha mọi người. Ờ, hình như cái này nữa xong là xong thì phải á. Tôi không biết nữa mèo, nhưng mà tôi đau quá mèo ơi. Tôi nghĩ là tôi cần nghỉ ngơi đặng ngày mai tôi sẽ ra video mới cho mọi người xem nha.
Còn video này á sẽ được up lại ở kênh RM, nên mọi người nhớ á qua RM đang đón chờ video này nha mọi người. Mọi người có muốn mình chơi tiếp cái series này không? Mọi người hãy nhớ là lên mèosanh.net để ủng hộ shop của tụi mình nha mọi người. Ở giveaway quay hay mấy cạc kia luôn đi. À mèo ơi. Tôi hết tiền giveaway quay rồi. What? Tôi quên nói với mọi người nữa, nãy tôi mới kiểm tra tôi thấy tôi hết tiền giveaway quay rồi. Vậy thôi buồn cho mọi người lại ngày vào ngày khác. Ờ chắc ngày mai nếu mình ra video sớm thì mình sẽ livestream, có thể mình livestream mình vừa chơi Lockroot, mình vừa giveaway ạc Lockroot cho mọi người xem nha. Mà chơi tiếp cái này nè, cái này vui nè. Mèo mọi người, lúc đó mọi người muốn chọn mình chơi cái nào cũng được hết á. Ủa xong không? Xong. Nhưng mà giờ tôi sợ quá mèo ơi. Sao có đèn dầu? Trời ơi, cuối cùng cũng đã có cây đèn dầu. Đèn dầu chép nè, có đèn dầu nè. Ok mọi người, thì có gì hẹn gặp lại mọi người trong livestream tiếp theo nha mọi người. Còn bây giờ thì mình phải nghỉ ngơi thôi mọi người ơi, chứ mình không có thể ngồi lâu được. Ok, bye bye mọi người, hẹn gặp mọi người trong livestream tiếp theo nha. Bye, bye mọi người. Bye, bye. Video game chỉ mang tính chất vui vẻ, không dành cho trẻ em chưa đủ nhận thức. Xin đừng bắt chước và ảo tưởng game là ngoài đời thật. Không cổ xí cho bất kỳ hành động tiêu cực nào hay lại đi ngược với hình phong mỹ tục của Việt Nam.